Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây tiếp theo làm phần số 7, cũng là phần cuối cùng của các cái bí tích. Tiếp theo là bí tích sức dầu. Sách Giáo lý Công giáo viết trang 224. Chúa Kitô là bạn các bệnh nhân, đã đến giúp đỡ ta trong nhiệm tích sức dầu bệnh nhân. Thánh Gia-cô-bê tông đồ viết: nếu ai trong anh em bị đau yếu thì phải lo mời các linh mục trong giáo hội tới, để các ngài sức dầu nhân danh Chúa Kitô và cầu nguyện cho bệnh nhân. Kinh nguyện đức tin sẽ cứu thoát bệnh nhân và Chúa sẽ nâng đỡ họ. Nếu họ có tội thì cũng được tha thứ. Lời Thánh Gia-cô-bê tông đồ chứng tỏ ngay từ thời các tông đồ đã có làm phép sức dầu bệnh nhân, mà các ngài chỉ định làm như vậy là bởi Chúa đã lập phép này. Đoạn trên rõ ràng là một tác phẩm ngụy tạo của giáo hội nhét vào thánh kinh, không ngoài mục đích tạo thêm quyền lực thần thánh hoang đường cho giới linh mục. Chúng ta đã biết thời các tông đồ không làm gì có giáo hội và linh mục. Thời đó Giê-xu chỉ có 12 tông đồ và tất cả đều bỏ trốn trong ngày Chúa bị đóng đinh trên thập giá vì sợ bị vạ lây. Vậy giáo hội ở đâu ra và linh mục ở đâu ra? Hơn nữa, thánh kinh đã viết rõ Giê-xu tin rằng ngày tận thế gần kề sẽ xảy ra ngay trong thế hệ của ông. Vậy chuyện truyền cho Phêrô lập giáo hội là chuyện giáo hội bị đặt ra về sau để cho giáo hoàng chiếm ngôi vị kế vị Phêrô, nghĩa là kế vị Chúa. Cũng vì vậy mà David Voas, giáo sư đại học New Mexico, đã cho rằng thư của tông đồ James Jacobe là ngụy tạo. Phân tích câu của Jacobe ở trên, chúng ta thấy rằng đó là niềm tin cổ xưa của người Do Thái, tin rằng bệnh tật là do tội lỗi sinh ra hoặc do quỷ ám, và những lời cầu nguyện không được đáp ứng là vì không đủ đức tin. Tôi nghĩ rằng ngày nay chẳng có mấy người theo lời thánh tông đồ Gia-cô-bê kia. Tôi không hiểu tại sao sách Giáo lý Công giáo do tiến sĩ thần học Nguyễn Khắc Xuyên dịch mà lại dịch James là Gia-cô-bê, trong khi những bản kinh thánh bằng tiếng Việt dịch Gia Cơ. Khi đau yếu, tôi tin rằng tín đồ đi tới bác sĩ hay thầy lang để chuẩn bệnh, chứ chẳng có ai gọi linh mục trong giáo hội đến sức dầu thánh và cầu nguyện để Chúa làm cho họ khỏi bệnh. Có lẽ khi chị sắp chết mới mời linh mục để đến sức dầu để được Chúa xá hết tội lỗi và cho lên thiên đường sống đời đời cùng Chúa. Niềm tin này vô hại vì nó không đụng chạm tới ai, trừ phi nó được biểu thị qua hành động bán khai của một số người trong trường hợp liên hệ tới họa sĩ Trần Đại Lộc. Thừa khi người nhà đi vắng, kéo đến làm càn và ban cho họa sĩ những hai tên thánh chẳng biết là thánh loại nào, thánh hoang dâm như David hay thánh Việt Giang, Tào Giang, vân vân, không cần biết ông ta có muốn hay không. Vài lời kết: trên đây tôi đã phân tích 7 bí tích trong Cato giáo Roma dựa trên những tác phẩm do chính những vị có thẩm quyền trong giáo hội viết. Tôi có thể kết luận làm sao đây? Khi mà chúng ta đã biết rõ bản chất của những bí tích này là thế nào, thôi thì lại nhường lời cho mấy linh mục và học giả Cato vậy. Linh mục mà Rock, Lake, Vernas có bàn về bí tích trong Cato giáo Roma trong cuốn Tại sao tôi bỏ giáo hội Roma. Sau đây là một đoạn điển hình. Điều quan trọng là phải đọc đúng, không được sai lầm. Một linh mục có thể đọc lên công thức thuộc loại bí tích này mà không cần hiểu nó, và ngay cả không cần phải tin nó, nhưng để cho ảo thuật
vận hành, ông ta phải làm cái gì mà giáo hội làm. Tuy nhiên, nếu ông ta nói sai một chữ thì bí tích sẽ không có tác dụng gì cả. Theo nguyên tắc, cái tinh thần của câu "Vườn ơi, hãy mở cửa ra", ví như những câu làm phép của giới linh mục mà với câu phù phép trong chuyện Alibaba và những tên ăn trộm, ăn cướp Trần Trung Ngọc, không hề thay đổi. Những bí tích không những chỉ vô lý mà còn có tính cách phỉ báng. Rabbi Lai đã chẳng nói, tôi gọi đó là nhạo báng gót. Tôi còn cho rằng tất cả lòng bộ đạo Cato chỉ là tập hợp những trò lừa bịp và cách thức để biến đổi linh mục thành một tên lang bông và tín đồ thành kẻ đần độn. Linh mục mà biết rõ sự đần độn của con người là vô tận, họ khai thác ở điểm này. Học giả Cato Joseph Daleiden, sau khi nghiên cứu về những niềm tin trong dân gian cổ xưa, đã viết trong cuốn Sự mê tín cuối cùng như sau: đã có một thời tôi tin vào cái tục lệ sơ khai mà Cicero đã viết trong thế kỷ thứ nhất trước thời đại thông thường, thật lâu trước khi Kitô giáo thực hành tục lệ này. Làm sao mà một người có thể đần độn đến độ có thể tưởng tượng được rằng cái mình ăn đúng là Thiên Chúa? Điều biện bạch duy nhất của tôi là đó là trước khi tôi phát triển khả năng suy lý mà ngày nay tôi có. Hơn nữa, tôi không có cách nào để biết rằng vì nền giáo dục đặc biệt Cato Trần Trung Ngọc, những nhà nhân chủng học và các sử gia đã truy nguyên ra rằng sự thực hành cái lễ tiết ăn thịt thần đã là tín ngưỡng của con người trong buổi sơ khai, tin rằng mình có thể có được những uy lực của những vật mà mình ăn. Sau cùng, tôi đã bị lừa bởi trò bịp trong môn nghĩa ngữ học rất thịnh hành trong bộ môn giả khoa học là siêu hình học. Từ biến thể trong lễ ban thánh thể cho rằng bánh và rượu sẽ biến thành thịt và máu Chúa do sự phù phép của linh mục Trần Trung Ngọc, gây nên sự khá kinh sợ cho những đầu óc chất phác, khi từ này lại do một người có thẩm quyền như một linh mục mô tả tại sao bánh và rượu có thể đổi cái thể mà không thể đổi tính chất, thì rất dễ làm cho người ta tin. Hơn nữa, ai mà chẳng thích trò ảo thuật, nó chắc chắn là hấp dẫn hơn là đi đào sâu vào triết lý thực nghiệm của David Hume hay sự phân tích sắc sảo của Lewis. Chính hai người này đã là những người đầu tiên vạch rõ điều hiển nhiên như sau: cho rằng một vật thể hiện hữu mà không có thuộc tính, tính chất thì cũng ngớ ngẩn, như là cho rằng ngược lại, nghĩa là có tính chất mà không có thể. Hay chỉ cho tôi một cái không có gì mà lại dài, hoặc không có gì mà lại xanh hay cứng. Do đó, không có những vật thể hiện hữu riêng biệt nào có thể biến thể một cách có tính cách ảo thuật. Tác giả viết đoạn này quá ngắn gọn nên hơi khó hiểu. Vấn đề tác giả muốn nói là bánh và rượu có những tính chất riêng của nó. Thí dụ như bánh thánh thì có vị của bột, và rượu thì có vị ngọt hoặc hơi chát của rượu. Tín đồ ăn bánh và uống rượu chỉ thấy vị. Vị có nghĩa là tính chất của bánh và rượu, chứ không thấy là vị của thịt và máu Chúa. Cho nên chuyện biến thể là chuyện không tưởng. Trần Trung Ngọc, một lần nữa, các nhà thần học đã thành công trong việc làm mê mẩn đầu óc con người bằng những từ vô nghĩa. Tất cả những bí tích giống như những ngày lễ biểu tượng của Kitô giáo chỉ là những toan tính đơn giản để thích nghi với những tín ngưỡng dân gian. Đối với những người không có thiên kiến, có đầu óc suy lý, thì chúng ta có tràn ngập những bằng chứng để đi tới kết luận này. Sau khi luận về 6 bí tích
Trước khi phân tích chi tiết về bí tích xưng tội, linh mục Joseph Amschaff đã đưa ra nhận xét châm biếm sau đây. Đó là 6 trong 7 bí tích sự vinh quang và bông hoa đặc biệt của những tín ngưỡng Cato, hệ thống tỉ mỉ nhất về ảo thuật mà xưa nay chưa hề có một tôn giáo văn minh nào phát minh ra được. Từ bí tích đầu cho đến bí tích cuối, chúng được thiết kế để tăng thêm quyền lực và uy tín của giới giáo sĩ. Trong nghi thức thực hành và ý tưởng căn bản trong đó, chúng cũng xa lạ đối ngược với tất cả vấn đề tâm linh trong thời hiện đại, như là thuật biến chế kim loại trong thời Trung Cổ và thuật chiêm tinh. Đây là tập hợp những niềm tin mà tín đồ Cato thông thường tin rằng một ngày nào đó họ sẽ cải đạo toàn thể Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ở Mỹ, ở mức độ tinh tế, tín đồ Cato nói rằng đây chính là tập hợp những niềm tin mà Thiên Chúa Kitô quan tâm hết sức để duy trì chúng trong sắc thái tinh khiết của chúng. Cho nên Ngài bỏ qua những sự khủng khiếp của thời Trung Cổ và tất cả những sự đồi bại của các giáo hoàng và chế độ giáo hoàng. Đó là phần kết, thay lời kết để kết thúc cái chương này, chương 6-7 bí tích. Hy vọng rằng mình sẽ rảnh và sẽ làm tiếp theo những cái phần khác, chứ không bỏ cuộc. Xin quý vị an tâm. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.